Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023. Hội nghị có chủ đề Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng các bộ ngành cùng trên 70 nông dân tiêu biểu, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân trên cả nước. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Tại đầu cầu Đồng Nai tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã nhận được nhiều lời chia sẻ, ý kiến đóng góp của các đại biểu, trong đó có 6 nhóm vấn đề chính, như mong muốn chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045, các giải pháp hỗ trợ nông dân khi tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số, các vấn đề liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông sản, giải pháp chính sách xử lý ô nhiễm môi trường tại nông thôn và một số vấn đề khác như quan tâm, tạo điều kiện giải quyết, chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người nông dân. Chúng tôi chỉ có mong muốn cái thứ nhất là phải tháo gỡ được cái việc mà nông sản của nông dân sản xuất ra là quan trọng nhất. Chúng tôi muốn kiến nghị đến Thủ tướng xem xét là vấn đề quy hoạch, tức là làm sao để mà có những cái diện tích đất lớn, có một cái sự liên kết, rồi cũng như là trong một cái khu vực đất như vậy thì tại vì đa số đất nông nghiệp của mình là mình chỉ sản xuất thôi, thì như vậy cái diện tích như thế nào để mà chúng ta vừa sản xuất, chúng ta vừa có một cái phần để mà sơ chế, rồi chúng ta tinh chế hơn một chút để chúng ta xuất khẩu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta đang đẩy mạnh ba đột phá chiến lược gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực với các luật như luật đất đai, luật hợp tác xã để phục vụ người dân nói chung, trong đó có người nông dân. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp cần 5 thành tố quan trọng: thương hiệu, quy hoạch, doanh nghiệp, ngân hàng, ứng dụng khoa học công nghệ. Để có yếu tố này, người nông dân phải có đề án cụ thể theo quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh thì các bên mới có thể tham gia hợp tác, hỗ trợ. Thì lại cũng phải căn cứ vào cái đặc thù đặc điểm của người nông dân để mà mình có cái tín chấp, để mình có cái hình thành cái tài sản trong tương lai để cho họ có cái điều kiện tiếp cận tín dụng tốt hơn, rồi làm tốt hơn cái công tác khuyến khích tạo điều kiện cho người nông dân được tham gia vào cái công tác chế biến chế tạo sâu và chế biến sâu. Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành, chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết vướng mắc, trăn trở của bà con nông dân cũng như nhu cầu chính đáng của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tiến tới xây dựng chuỗi giá trị liên kết, thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng mong nông dân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình.